Thưa quý vị và các bạn, đã gần một tuần nay, người dân phường Bần Yên Nhân, thị xã Mỹ Hào rất bức xúc trước tình trạng hệ thống nước sạch bị ô nhiễm, không thể sử dụng được. Thậm chí, nhiều hộ còn không có nước sinh hoạt do không có hệ thống chứa dự phòng, trong khi đơn vị cung cấp nước lại chưa có giải pháp để khắc phục. Đây là hình ảnh vào buổi sáng ngày 12 tháng 9 tại khu phố Bần, thị xã Mỹ Hào. Tại tất cả các vòi nước đầu nối trực tiếp với hệ thống đường ống cung cấp nước, khi xả ra đều có nhiều cặn bẩn màu đen như thế này. Cặn này thì bắt buộc phải để lắng xuống. Đang tắm gội thì tự dưng là em thấy rằng thì là nước nó làm sao nó cứ vàng và nó đen thế này. Thế xong rồi em bảo là không phải, chắc là bị làm sao thôi. Thế là em mới lấy cái thau ra, thì em mới xả nước ra thì đây nó đen như thế này, nó đen như nước cống. Sức khỏe của người dân là quan trọng chứ còn không phải là về cái doanh thu với cái tài chính. Một số nhà thì lắp quả lọc hay là sử dụng phương án dùng nước giếng khoan thay thế thôi chứ còn biết làm nào. Người dân cho biết sau khi xả lớp cặn bẩn này còn lắng đọng lại tạo thành lớp bùn nhầy và có mùi khó tả. Đáng nói là tình trạng này diễn ra từ ngày 6 tháng 9 đến nay nhưng vẫn chưa được xử lý dứt điểm, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống sinh hoạt của người dân. Bốn năm hôm nay nước nó vẫn đen xì xì như nước cống ấy. Thế bây giờ toàn ăn nước sạch là nhiều gia đình không ăn là chết rồi, bí về nước. Như mọi lần trước là bị thì rằng mất buổi sáng, thì buổi trưa là nó sạch ngay, thì dân người ta không kêu không kính gì cả. Như này lâu quá, thì mong công ty nước sạch kiểm tra và xử lý lại cái vấn đề cho bà con dân đỡ khổ. Đại diện nhà cung cấp nước sạch tại khu vực phường Bần Yên Nhân, nhà máy nước Phố Đối thuộc công ty cổ phần Bitexco thừa nhận thực tế này. Đồng thời, lý giải nguyên nhân gây ra là do bị vỡ đường ống trục chính đột xuất. Cùng với đó là do một số công trình đang thi công ảnh hưởng đến hệ thống đường ống dẫn nhỏ và các khu dân cư. Vì vậy, nhà máy phải thay thế và sục rửa đường ống dẫn đến tình trạng này. Hơn nữa, hệ thống ống cũ từ năm 2002 nên khi sục rửa có nhiều rỉ sắt và màu đen. Theo cái phản ánh người dân thì đúng, tôi là cũng đang có một sự cố vỡ đường ống D400. Sự cố bất ngờ thì cũng chưa báo được người dân. Thì vừa rồi cũng đã cho xử lý, nhưng trong quá trình cặn bám vào đường ống đã đẩy ra khu mạng, cũng đã bố trí anh em đi xúc xả, đi xả. Nhưng trong quá trình xả thì cũng không thể nào xử lý xả hết được. Thì cũng có sẽ là có một số mà chưa kịp xả thì ảnh hưởng đến người dân. Mà hiện tại công chi nhánh công ty thì cũng đang có đang cố gắng chuyển làm hệ thống tin nhắn và Zalo để báo đến từng người dân. Như vậy, những bức xúc của người dân tại đây là hoàn toàn chính đáng. Bất luận vì nguyên nhân gì thì người tiêu dùng cũng có quyền được biết để chủ động có giải pháp trong sinh hoạt và đảm bảo sức khỏe của gia đình. Đề nghị nhà máy nước Phố Đối có biện pháp xử lý khẩn trương cung cấp lại nước sạch cho người dân.